Báo Iraq chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà có thể gục ngã trên sân tuyển Việt Nam. Dù thắng đậm Indonesia trong trận ra quân, nhưng báo Iraq vẫn lo đội nhà sẽ gặp khó khăn trong chuyến làm khách trên sân tuyển Việt Nam. Giống như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Iraq đã không mất quá nhiều sức để giành 3 điểm trọn vẹn trước Indonesia trong trận ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tại trận đấu đó, đoàn quân của huấn luyện viên Jesus Casas đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn so với đội bóng Đông Nam Á. Nhưng đây cũng không phải là điều gì quá bất ngờ bởi trong đội hình của Iraq, lúc này đang sở hữu rất nhiều cầu thủ đẳng cấp chơi bóng ở châu Âu. Do đó, ngay từ trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khởi tranh, họ đã được xem là ứng viên số 1 cho tấm vé đi tiếp ở bảng F. Nhưng ngay sau chiến thắng trước Indonesia, tờ Win-Win vẫn tỏ ra khá lo lắng khi sắp tới đội nhà phải làm khách trên sân của tuyển Việt Nam. Tờ báo của Iraq cho rằng, đội nhà có chất lượng nhân sự khá tốt nhưng sự chênh lệch đẳng cấp của các cầu thủ là rất lớn. Đội hình hiện tại đang thiếu chiều sâu khi có sự chênh lệch giữa cầu thủ đá chính và dự bị. Sức mạnh của Iraq ở trận gặp Indonesia chủ yếu dựa vào các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Cả năm bàn thắng của chúng ta ở trận gặp Indonesia đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân. Hy vọng huấn luyện viên Jesus Casas sẽ tung ra đội hình phù hợp hơn trong chuyến làm khách của tuyển Việt Nam, tờ Win-Win viết. Chiến thắng 5-1 trước Indonesia giúp đội bóng vùng vịnh tạm thời dẫn đầu bảng F với 3 điểm cùng hiệu số cộng 4. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đứng ngay sau với 3 điểm và hiệu số cộng 2. Trước cuộc đọ sức này, Iraq được đánh giá nhịn hơn so với đoàn quân của huấn luyện viên Trausser, nhưng tờ Win-Win lại khẳng định đội nhà sẽ phải trả giá đắt nếu tự mãn về sức mạnh của mình. Hiện thầy trò huấn luyện viên Jesus Casas đã có mặt tại Việt Nam để hướng đến cuộc đọ sức diễn ra vào ngày 21 tháng 11 trên sân Mỹ Đình.